Cách chữa đầy bụng buồn nôn ở trẻ em là chủ đề được nhiều ba mẹ tìm kiếm. Đầy bụng buồn nôn là tình trạng thường gặp nhất là ở trẻ nhỏ. Hiểu đúng về biểu hiện, nguyên nhân sẽ giúp ba mẹ tìm được giải pháp hiệu quả. Tại đây, tôi sẽ chia sẻ tới cha mẹ những thông tin hữu ích về chứng đau bụng, buồn nôn ở trẻ nhỏ. Trước khi tìm hiểu cách chữa đầy bụng buồn nôn ở trẻ em, ba mẹ cần biết biểu hiện cụ thể của tình trạng này là gì. Nắm rõ các biểu hiện này sẽ giúp ba mẹ sớm có giải pháp hỗ trợ trẻ kịp thời. Thông thường, trẻ đầy bụng buồn nôn thường có các biểu hiện sau đây. Bụng trẻ vẫn căng tròn, đầy hơi sau khi ăn 1 đến 2 giờ, quá trình tiêu hóa thức ăn thường diễn ra ngay sau ăn và kết thúc sau khoảng 2 giờ. Do vậy, nếu sau bữa ăn 1 đến 2 giờ mà bụng trẻ vẫn căng tròn và đầy hơi, chứng tỏ quá trình tiêu hóa diễn ra chưa được hiệu quả. Trẻ có biểu hiện đau bụng âm ỉ, do thức ăn tiêu hóa chưa được tốt nên trẻ thường có đi kèm những cơn đau bụng âm ỉ, điều này khiến trẻ khó chịu và quấy khóc nhiều hơn trẻ có thể buồn nôn hoặc nôn sau ăn, đây là biểu hiện khá thường gặp ở trẻ. Trẻ có thể nôn ngay sau ăn hoặc cách xa bữa ăn từ 30 phút đến 1 tiếng. Trẻ quấy khóc hơn bình thường và xảy ra nhiều về đêm, quấy khóc là cách trẻ thể hiện những bất thường hoặc khó chịu trong cơ thể. Trẻ có thể xì hơi nhiều và đi ngoài nhiều lần hơn bình thường, xì hơi nhiều là biểu hiện của việc tích tụ hơi nhiều trong bụng trẻ. Trẻ có thể đi ngoài nhiều hơn, tính chất phân thường sệt và đặc hơn bình thường. Khi trẻ có các biểu hiện này, ba mẹ hãy chú ý hơn trong sinh hoạt và ăn uống của trẻ. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên tìm hiểu về nguyên nhân khiến trẻ đầy bụng, buồn nôn. Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị đầy bụng và buồn nôn. Hiểu đúng về nguyên nhân sẽ giúp ba mẹ đúc kết được các cách chữa đầy bụng buồn nôn ở trẻ em hiệu quả. Theo các chuyên gia, có bốn nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này ở trẻ nhỏ. Do lượng ăn quá nhiều. Lượng ăn quá nhiều là nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ bị đầy bụng, buồn nôn. Khẩu phần ăn cung cấp vượt quá khả năng tiêu hóa của dạ dày. Điều này sẽ gây áp lực lên hệ tiêu hóa và làm chúng quá tải. Do vậy, điều chỉnh lượng ăn phù hợp chính là một trong các cách chữa đầy bụng buồn nôn ở trẻ em cực kỳ hiệu quả. Do chế độ ăn của mẹ. Chế độ ăn của mẹ chưa phù hợp có thể là nguyên nhân khiến trẻ bị đầy bụng buồn nôn, đặc biệt ở trẻ bú mẹ hoàn toàn. Chất lượng và mùi vị của sữa mẹ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chế độ ăn của mẹ. Bởi vậy, khi người mẹ ăn những thức ăn lạ hay gia vị có mùi cũng khiến trẻ dễ đầy bụng buồn nôn. Do trẻ có rối loạn tiêu hóa Với những trẻ có rối loạn tiêu hóa, đầy bụng buồn nôn cũng là một trong những triệu chứng đi kèm thường gặp. Trẻ có thể bị trào ngược dạ dày thực quản hay viêm dạ dày, tiêu chảy. Đây cũng là tiền đề để các vi khuẩn có hại xâm nhập và lên men sinh hơi trong đường tiêu hóa của trẻ. Việc mất điện giải nhiều do tiêu chảy cũng là nguyên nhân khiến trẻ đầy bụng do trẻ bệnh lý chuyển hóa. Một số bệnh lý chuyển hóa cũng có thể đi kèm hiện tượng đầy bụng buồn nôn ở trẻ nhỏ. Cụ thể một số bệnh lý chuyển hóa như sau. Trẻ có bất dung nạp lactose, bất dung nạp lactose là bệnh lý cơ thể trẻ không có hoặc không đủ men lactase để chuyển hóa đường lactose trong sữa. Đường lactose không chuyển hóa được sẽ khiến trẻ đầy bụng và có thể kèm buồn nôn. Trẻ có dị ứng đạm sữa bò, dị ứng đạm sữa bò cũng là bệnh lý thường gặp khiến trẻ bị đầy bụng và buồn nôn đi kèm với đó trẻ có thể có mẩn đỏ và tiêu chảy kéo dài trẻ có dùng kháng sinh hoặc thuốc khác với trẻ có dùng kháng sinh kéo dài rất có thể ảnh hưởng tới hệ vi sinh vật trong đường ruột điều này khiến trẻ dễ bị đầy bụng và buồn nôn hơn tại đây cha mẹ hãy bỏ túi các cách chữa đầy bụng buồn nôn ở trẻ em nhé cách chữa đầy bụng buồn nôn ở trẻ em chế độ ăn hợp lý điều chỉnh chế độ ăn phù hợp chính là giải pháp đầu tiên ba mẹ nên áp dụng Việc xây dựng lượng khẩu phần phù hợp với dung tích dạ dày và khả năng tiêu hóa của trẻ là điều quan trọng. Ba mẹ nên chú ý một số điểm sau đây. Thể tích bữa ăn phù hợp. Cha mẹ cần tính toán được khối lượng thức ăn phù hợp với thể trạng và nhu cầu của trẻ. Đối với trẻ sơ sinh thì công thức thường là khối lượng bữa ăn tính theo ml bằng cân nặng hiện tại nhân 30 nhân 2 chia 3. Tuy nhiên, con số này cũng có thể linh động với chế độ sinh hoạt của trẻ. Mẹ hãy lựa chọn thức ăn dễ tiêu và nấu mềm hơn, chẳng hạn như cháo, rau mồng tơi, khoai lang, súp, món hầm, vân vân. Thời gian ăn hợp lý, bữa ăn nên cách nhau 2 đến 3 giờ để đảm bảo thời gian tiêu hóa. Cách chữa đầy bụng buồn nôn ở trẻ em, bổ sung men vi sinh. Bổ sung men vi sinh cũng là giải pháp để cải thiện tình trạng đầy bụng buồn nôn ở trẻ. Men vi sinh sẽ giúp trẻ lấy lại cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Đồng thời, chúng còn có tác dụng tạo lớp màng sinh học bảo vệ niêm mạc hệ tiêu hóa. Qua đó giúp trẻ tiêu hóa thức ăn hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng còn cạnh tranh và đẩy lùi những vi khuẩn yếm khí sinh hơi gây đầy bụng ở trẻ nhỏ. Các bậc phụ huynh đang không biết phải lựa chọn sản phẩm nào trong hàng vạn sản phẩm ngoài kia. Hiện nay, sản phẩm cung cấp lợi khuẩn được các chuyên gia tìm tưởng đó là men tiêu hóa Nhật Bản Amano Enzyme Gold. Sản phẩm đến từ thương hiệu Amano số 1 Nhật Bản về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với công nghệ sản xuất hàng đầu thế giới, sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa enzyme tiêu hóa và khuẩn lợi. không chỉ vậy, nó còn bổ sung cho bé các vi chất khác, ví dụ như khoáng chất DHA, vitamin B, lysine. về công dụng, amano enzyme gold đã được các chuyên gia đánh giá là rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị các vấn đề về tiêu hóa, ví dụ như đầy hơi, sôi bụng, táo bón, tiêu chảy và đánh bay chứng biếng ăn, giúp bé năng động hơn và phát triển tốt hơn. Cách chữa đầy bụng buồn nôn ở trẻ em, trường nóng bụng. Trường nóng bụng cũng là giải pháp hỗ trợ đầy bụng buồn nôn tốt cho trẻ. Hơi nóng và sức nặng của khăn ấm sẽ giúp đẩy bớt lượng hơi thừa của trẻ ra ngoài dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ba mẹ nên chú ý dùng nước ấm vừa phải. Khăn nên dùng loại vải mềm và vừa với bụng trẻ. Hãy thay khăn ngay khi khăn lạnh ba mẹ nhé. Cách chữa đầy bụng buồn nôn ở trẻ em. Massage bụng Massage bụng là cách mà ba mẹ hay truyền tai nhau để hỗ trợ đầy bụng buồn nôn ở trẻ. Với cách này ba mẹ cần áp dụng như sau. Thời gian massage, 3 đến 5 phút một lần. Tần suất massage, 3 đến 4 lần một ngày. Thời điểm trước và sau bữa ăn khoảng 1 giờ. Cách massage, chiều từ phải sang trái dọc theo khung đại tràng. Cách chữa đầy bụng buồn nôn ở trẻ em, giúp trẻ ợ hơi. Giúp trẻ ợ hơi sau bú cho trẻ là cách cải thiện đầy bụng buồn nôn hiệu quả. Ba mẹ bế trẻ tựa vào vai và vỗ nhẹ phần lưng cho tới khi trẻ phát ra tiếng ợ hơi. Cách này nên áp dụng thường xuyên, nhất là đối với trẻ dưới 6 tháng. Tóm lại, có nhiều mẹo dân gian để chữa đầy bụng buồn nôn cho trẻ và cha mẹ nên tìm ra phương pháp phù hợp với con nhất. Thay đổi thói quen sống và củng cố hệ tiêu hóa là điều cha mẹ nhất định phải làm để con hết đầy bụng buồn nôn. gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.